Rồi xin chào uh, quý anh chị các bạn trở lại với trên uh, hùng xe hơi. Uh, đầu tiên thì uh, em cũng cập nhật lại cho anh chị uh, hai cái thắc mắc chính mà uh, nhiều bác uh, ở Bắc Giang tìm mua xe Mitsubishi Acha hỏi thì uh, thứ nhất là showroom ở Bắc Giang thì hiện nay bọn em uh, mới có văn phòng bán hàng thôi. Uh, showroom mà để bảo hành bảo dưỡng thì uh, chắc phải cuối năm thì uh, bên em mới xây xong. Thứ hai là về giá cả Thì uh, so với thời điểm trước Tết Thì uh, hiện nay giá cũng thay đổi khá nhiều rồi Thì uh, em sẽ cập nhật lại luôn trong video này nhé uh, Acha Thì là đầu xe rẻ nhất của Mitsubishi Tại thị trường Việt Nam Hiện nay thì bày bán với 3 phiên bản uh, Bản cao nhất thì là 485 triệu uh, Bản uh, tự động Pre Còn nếu như bản uh, tự động CVT Thì uh, em đang bán là 460 triệu Giá niêm yết Bản số sàn là 375 triệu Hiện nay thì với ba đầu xe Atra đều là xe nhập khẩu nên là cái mức đóng thuế vẫn là 10% nhé. Hiện nay thì nhiều một số bác đang bị nhầm là bên em hỗ trợ giảm giá tương đương với khoảng 50% phí trước bạ. Tức là giảm giá đâu đó vào khoảng từ 23 đến 24 triệu. Đó. Phụ kiện tặng kèm thì thông thường bọn em sẽ tặng là một gói combo như là dàn kính trải sàn này, cam hành trình là uh, anten uh, cá mập hoặc là gập gương tự động nhé thì uh, cái mức giá cụ thể giá bán đến tay khách hàng thì uh, với phiên bản cao cấp nhất thì em uh, đang bán dao động vào khoảng tầm 455 triệu uh, đến 453 triệu có thể thương lượng thêm một chút uh, phiên bản uh, 1.5 CVT ấy, số tự động ấy, thì em bán vào khoảng tầm 403 và phiên bản số sàn thì nó dao động vào khoảng 350 Thế tức là nếu mà lăn bánh thì các bác cộng giúp em vào khoảng uh, 40 50 triệu nhá. Tức là, là nếu nâng bánh bản cao cấp nhất thì chúng ta sẽ khoảng 500 hơn một tí quay đầu. Và bản số sàn rẻ nhất thì sẽ khoảng 400, dưới 400. Đó, đó là về Mitsubishi Astra. Nhiều bác cũng hỏi em và à, nếu như mà cái tầm tiền mình à, thật sự muốn đi một chiếc xe tiết kiệm xăng này, à, mức chi phí bỏ ra không quá nhiều. Tuy nhiên thì à, à, vẫn đảm bảo là xe nhập khẩu này à, đầy đủ linh kiện thay thế, phụ tùng sửa chữa. À, hiện nay thì cũng khá là rẻ rồi, à, Mitsubishi Acha bán cũng rất là nhiều, à, nhiều Gara hay là showroom hiện nay giá cũng rất là mềm rồi, nên mình có thể yên tâm lựa chọn cái dòng Acha để đi nhé. À, đặc biệt là xăng nó vẫn đắt như này thì à, cá nhân em thấy thì à, Acha đi cũng rất thực kiệm và lái ổn, lại có xe nhập khẩu nữa nên là mình à, có nhu cầu thì liên hệ sớm nhé. Khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, à, alo trực tiếp qua bên em. À, giá thì gần như là sẽ tương đương với Hà Nội mà chúng ta không cần phải đi xa để lấy xe nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo